mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thái Bình Tông. Cách đây không lâu, tiên sinh Thái Bình Tông kể cho tôi nghe câu chuyện báo ứng có thực của gia đình ông. Ông cố của Minh Thông rất giàu, điền sản phong diêu, nuôi trâu cày cấy. Hôm nọ, ông cố đang xỏ mũi con ngé, nó đau quá nên tung chân đá nhầm chỗ hiểm, làm cho chủ nhân vong mạng. Ông đội Minh Thông thấy ba mình chết thảm, nổi giận xung thiên, liền cầm chùy đến, quyết đập chết con trâu nhỏ. Trâu mẹ thấy chủ cầm hung khí, vội quỳ xuống, rống lên đau khổ, mắt tuôn lệ đầm đìa, tỏ ý van xin chủ nhân đừng giết con mình. Nhưng ông đội Binh Thông cơn giận đang bốc cao khó kiềm chế, nên cứ nện chùy liên tục vào đầu con trâu nhỏ, khiến máu văng bắn tung tóe và con ngé ngã xuống đất. Ông đội liền chặt chân tay nó, treo thân thể lên cây. Trâu vẫn còn sống mà bị ông lột da, xẻo từng miếng thịt, hành hạ đến tận cùng. Do nông dân ở đây không ăn thịt trâu, cho nên ông cứ xẻo thịt ném loạn xạ trên đất để mặc cho nó ung thối, sinh dòi. Con trâu bị hành hạ ngược đãi thống thiết, chịu cảnh đau đớn này kéo dài đến 3 ngày sau nó mới tắt thở. Sau đó ông đội Binh Thông mơ thấy có một đứa bé nói với mình: "Người khiến ta phải sớm xa lìa tình yêu thương của mẹ, còn độc ác tàn nhẫn lột da xẻo thịt, hành ta thống khổ 3 ngày mới chết. Ta quyền sẽ báo thù, khiến 3 đời dòng họ nhà ngươi sống chẳng an, phải chịu cảnh gia phá nhân dân." Sau đó ông đội kết hôn, sinh được 1 trai là phụ thân của Minh Thông. Thằng con mới được 3 tuổi thì vợ ông mất. 3 năm sau ông đội lại tục huyền, phụ thân Minh Thông trưởng thành, kết hôn và sinh ra Minh Thông. Khi Minh Thông được 3 tuổi thì mẹ ông vô duyên vô cớ bỏ nhà đi mất. Minh Thông lên 6 tuổi thì phụ thân tục huyền. Tính ra cả 2 đời họ Thái đều phải sớm lìa mẹ ruột và hứng chịu cảnh mẹ ghẻ ngược đãi. Hiện tại ông nội, bà nội, cha mẹ Minh Thông đều đã qua đời. Minh Thông sau khi kết hôn cũng sinh được 2 con. Nhưng lúc con trai trưởng 3 tuổi, con thứ 1 tuổi thì tình cảm vợ chồng ông đang thấm thiết, bỗng sinh chuyện phải xa nhau. Khi thằng con cả 6 tuổi thì ông ly hôn vợ cũ và cưới vợ mới hiện nay. Thái Minh Thông hồi nhỏ từng bị em trai đánh vào đầu gây thương tích nặng, hiện giờ nơi đầu còn vết lõm vào. Người bình thường đi đường thì cẳng chân và bắp đùi phải thẳng mới dễ bước, nhưng riêng ông mỗi lần đi đường do xương sụn chỗ đầu gối cứ nhô ra nên đi đường hay bị va đập, vì vậy mà phải mổ lấy xương đó ra. Không những thế, lúc ông phục vụ nơi quân ngũ bỗng phát nhiên bị đau bụng, còn bị bác sĩ chuẩn đoán là đau ruột dư phải mổ gấp. Nhưng lúc tiêm thuốc họ vô tình làm tổn thương thần kinh xương sống, khiến cho ông chẳng những không thể cúi khom mà còn khó thể đứng lâu. Sau khi xuất ngũ ông lại gặp phải tai nạn bị gãy chân, hiện giờ do gắn trụ thép ở bên trong nên cử động càng thêm bất tiện. Chưa hết, trước khi ngủ ông luôn phải nhờ vợ cầm chùy đính nện vào chân mới ngủ được, ngày nào cũng vậy. Minh Thông khẳng định mình chính là ông nội chuyển thế đầu thai, nên đầu mới bị đánh trọng thương, bụng còn bị mổ nhầm đau đớn, đêm nào cũng phải nếm cảnh cho chùy đập vào thân mới ngủ được. Các hiện tượng này đều là trả báo. Năm nay Minh Thông 31 tuổi, nhờ tham dự Phật thất tu trì mà được cảm ứng vi diệu, có thể nhớ ra tiền kiếp và thuật lại cho tôi nghe. Vì vậy, quý vị không nên sát sinh, phải phóng sinh và phát tâm từ giúp người bần khốn. Nếu biết hỗ trợ giúp mọi loài sống an thì cuộc sống ta cũng được an. Sư Huệ Thâm kể, ngày 30 tháng 10 năm 1982, trích dịch tạp chí Từ Vân quyển 7. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.